quý 4 năm 2021, đó là thứ nhất là cổ phiếu phải có cơ bản tốt, nghĩa là doanh nghiệp mà có nền tảng sức khỏe tài chính tốt và cái tiềm năng tăng trưởng ở trong ngắn hạn và dài hạn đều phải ổn. Thứ hai là cổ phiếu thuộc các cái ngành được hưởng lợi từ các xu hướng đầu tư của quý 4 năm 2021 và năm 2022. Thứ ba là những cổ phiếu này thu hút dòng tiền trên thị trường, và đặc biệt là những cái giai đoạn thị trường hồi phục từ đáy ngắn hạn ấy, là những lúc mà khi mà lũ quét xuống thì đến lúc đấy mới lộ ra là vàng nằm ở bên dưới đấy ạ. Thì những lúc mà thị trường ảm đạm nhất thì là những cái lúc mà chúng ta đi tìm được những cái khoản đầu tư mà nó có dòng tiền mạnh nhất ở trên thị trường. Và cuối cùng đó là cổ phiếu này thì phải còn có những cái tiềm năng tăng giá về cơ bản hoặc là kỹ thuật. Thực ra thì không phải là cái cổ phiếu nào thì các công ty chứng khoán cũng đều có cái phân tích và định giá cả, bởi vì số lượng cổ phiếu thì rất là nhiều, và nhất là thời gian vừa rồi thì có rất nhiều những cổ phiếu nhỏ, những vừa và nhỏ thì có mức tăng trưởng rất là tốt, thì những cổ phiếu này cũng có thể là các công ty chứng khoán và cả HSC cũng không có những cái khuyến nghị và định giá về 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 mặt phân tích cơ bản. Thế nhưng mà những cái danh mục về kỹ thuật của chúng tôi thì cũng đã nắm bắt được những cái cổ phiếu này, nhìn nhận được những cái con sóng này và đưa ra những cái tiềm năng tăng giá về mặt kỹ thuật. Chính vì vậy nên là ở trong quý 4 thì mình có thể kể ra là các cái ngành mà sẽ được hưởng lợi từ các cái xu hướng đầu tư là đầu tư công, xuất khẩu bình thường mới, siêu chu kỳ tăng giá hàng hóa và năng lượng sạch, mà trong cái phần nhận định thị trường ban đầu anh Long, chị Trang, chị Minh đã giúp mà chúng ta tổng kết được cái tình hình vĩ mô và đưa ra những cái xu hướng đầu tư tốt nhất ở trong quý 4 này. Thì từ các cái xu hướng này thì chúng tôi đã đưa ra cái danh mục các cái ngành được hưởng lợi ở trong xu hướng, đó là ngành điện nước, ngành ngân hàng, ngành thép, ngành xi măng đá, cảng biển, ngành dầu khí, ngành bất động sản khu công nghiệp và ngành bán lẻ, vân vân. Cụ thể hơn thì mình có đưa ra những cái đánh giá là cái ngành nào thì được hưởng lợi từ tất cả những cái xu hướng này ạ. Thì kết quả đó là ngành điện. Ngành điện thì đầu tư công cũng cũng đầu tư vào cái hạ tầng ngành điện rất là nhiều. Trong bình thường mới thì cái nhu cầu hồi phục về sản xuất cũng như là tiêu dùng thì cũng rất là lớn, nên là cái nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh ở trong bình thường mới, và đặc biệt là đối với lại cái hoạt động sản xuất ấy. Đối với lại cái team với cái xu hướng xuất khẩu thì đầu tư công cũng thì ngành điện cũng là một trong những cái ngành hỗ trợ phụ trợ cho các cái doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, các cái doanh nghiệp mà sản xuất để xuất khẩu. Siêu chu kỳ giá hàng hóa thì ngành điện cũng có mặt ở trong này, bởi vì là ngành điện thì cũng là một cái ngành mà sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái đầu vào là các cái loại giá hàng hóa khác, nhiệt điện chạy bằng khí, bằng than, thì khi mà giá tăng lên thì giá điện đều có thể có xu hướng là sẽ tăng lên. Năng lượng sạch thì là một cái xu hướng tất yếu liên quan đến ngành điện rồi, và bây giờ cũng đang rất là thu hút dòng tiền. Và cuối cùng là đối với lại ngành điện thì mình có nhận thấy là cái mùa mưa La Nina ấy, cái hiện tượng La Nina thì trong quý 4 năm 2021 và quý 1 năm 2022 thì cũng sẽ mang lại cái lượng nước lớn cho các doanh nghiệp thủy điện, và như vậy thì cái tăng trưởng lợi nhuận trong quý 4 2021 và quý 1 năm 2022 thì cũng rất là khả quan. Do vậy là mình cũng khuyến nghị một số những cái cổ phiếu ở trong ngành điện như là cổ phiếu RE, Hà Đô, GEG và PC1. Một cái ngành thứ hai đó là các cái quỹ đầu tư, quỹ mở nằm trong cái ngành dịch vụ chứng khoán ấy, thì quỹ này hầu như nắm tất cả các cái danh mục trên thị trường rồi, thế nên là nó đều được hưởng lợi từ tất cả những cái xu hướng này. Và cái quỹ ETF mà bọn mình mà HSC khuyến nghị đó là quỹ Diamond ETF. Đối với ngành ngân hàng thì ngành ngân hàng cũng 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 là một cái ngành mà được hưởng lợi từ rất nhiều các cái xu hướng đầu tư khác nhau,
Và thực tế là ngân hàng cũng là xương sống cho tất cả các hoạt động kinh tế khi hồi phục, từ cho vay tiêu dùng tới cho vay doanh nghiệp. Và ở trong quý 4 thì ngân hàng cũng có tăng trưởng, các cái ngân hàng mà có tăng trưởng cao rồi quản lý nợ xấu tốt thì cũng cũng sẽ được nới cái room tín dụng. Do vậy là mình HSC cũng rất là quan tâm đến những cái nhóm ngân hàng mà có cái hoạt động cho vay tiêu dùng nhiều, và cái hoạt động của cái mảng bán lẻ lớn như là Techcombank hay là OCB, HDBank. Đây là những cái khuyến nghị của chúng tôi cho ngành ngân hàng. Một ngành nữa mà tôi cũng 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 muốn nhấn mạnh đó là ngành thép, cũng là một ngành được hưởng lợi rất là nhiều từ tất cả các cái xu hướng đầu tư mà chúng ta đã nói từ đầu đến giờ. Và ngành thép thì cái xu hướng tăng giá của nó không phải chỉ đến quý 4 của năm 2021 chúng ta mới nhắc đến, mà nó đã xuyên suốt từ đầu năm rồi. Và giá thép đến giờ thì giá thép và tôn mạ thì vẫn đang neo rất là cao và thậm chí vẫn còn xu hướng tăng do nhu cầu xây dựng hạ tầng của Trung Quốc và các cái nước khác thì đều cao cả. Và hơn nữa thì Việt Nam còn có cái tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thì cái giá thép ở bên thị trường Mỹ cũng cao hơn cả thị trường Việt Nam, hay là cao hơn cái giá thép mà xuất đi Trung Quốc hay là xuất đi châu Âu. Thì cái giá thép cao này thì cũng giúp cho biên lợi nhuận của những cái doanh nghiệp mà có xuất khẩu sang Mỹ như là Pháp, Hoa Sen hay là Nam Kim nữa thì đều tăng. Và tự chung thì các ngành tài nguyên cơ bản như là thép này, đá này, xi măng này thì đều là những cái ngành được hưởng lợi rất là lớn khi đầu tư công được đẩy mạnh trong cái thời gian tới. Và hai cái cổ phiếu mà chúng tôi ưa thích nhất ở trong ngành thép đó là Hòa Phát và Hoa Sen. Và cuối cùng thì bởi vì là cái danh mục rất dài, thế nên là có lẽ là mình sẽ không trình bày cụ thể từng cái luận điểm đầu tư cho từng ngành một, và cũng hay là cho từng cổ phiếu một, mà mình sẽ dành cái phần này cho phần trả lời câu hỏi các anh chị quan tâm đến những cái xu hướng đầu tư nào, đến những ngành nào, đến những cổ phiếu nào, thì có thể để đặt câu hỏi để cho các chuyên gia ở trong các khách mời trong chương trình sẽ trả lời cụ thể hơn. Và ngành cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó là ngành cảng biển, với ứng dụng viên ở đây là GMD ạ. GMADEP thì đã đi vào cái vận hành cái cảng GMALINK giai đoạn 1 và đã có lãi ngay ở trong quý trong 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 năm 2021. Và đây là một cái điểm mà cực kỳ khác biệt của GMADEP với tất cả các ngành của các doanh nghiệp cảng khác ở trên thế giới, chứ không phải là chỉ Việt Nam nữa. Và GMADEP cũng đang chuẩn bị đầu tư GMALINK giai đoạn 2 và Nam Đình Vũ giai đoạn 2, giai đoạn 3 ở trong cuối năm 2021 và năm 2022 để đáp ứng được cái nhu cầu vận tải biển bây giờ đang rất là cao. Cái chỉ số giá hàng rời cũng đang bứt phá. Và tổng hợp tất cả những cái cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị ở trong cái phần slide trước á, thì tổng cộng là mình có 26 cổ phiếu ạ. Ở slide này là có 12 cổ phiếu và slide sau là có 14 cổ phiếu nữa, nằm trong danh mục mà mình gọi là danh mục dẫn sóng của quý 4 năm 2021. Thì đối với lại danh mục dẫn sóng này, thì đối với lại những cái cổ phiếu mà blue chip thì mình đều thấy là cái tiềm năng tăng giá nó ít nhất là khoảng từ 10 cho đến 20%. Trong đó thì cái tiềm năng tăng giá của những cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ hơn thì sẽ cao hơn khoảng 20-30% gì đó trở lên. Thì đây là cái danh mục mà bọn mình khuyến nghị cho quý 4 năm 2021. Thế vậy thì cái danh mục này đến 26 cổ phiếu thì có nhiều không ạ? Thực ra thì không nhiều, bởi vì là cùng một lúc ấy thì dòng tiền cũng sẽ không thể nào mà đẩy toàn bộ thị trường lên được, cũng không thể nào mà theo tất cả những cái xu hướng đầu tư được. Thế nên là nó sẽ có cái sự luân chuyển giữa các cái nhóm ngành. Ở đây thì cái vai trò của chúng tôi sẽ là thường xuyên cập nhật những cái danh mục này ở trong các cái buổi hội thảo tháng, các cái bản tin tuần, các cái livestream hàng ngày, để xem là cái dòng tiền nó đang dẫn sóng vào đâu, cái xu hướng nào, các cái nhóm ngành nào, những cái danh mục
cập nhật những cái định giá mới nhất, rồi những khuyến nghị điểm mua bán cụ thể. Đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái buổi hội thảo, những cái báo cáo và những buổi livestream đó, thì và nhất là những cái tư vấn rất là sát sườn hàng ngày ở trong room tư vấn ở trong trên Zalo nữa. Thì 26 cổ phiếu thì không nhiều, mà là tại từng cái giai đoạn thị trường thì mình sẽ tập trung vào một số những cái nhóm ngành cụ thể mà thôi. Ví dụ như là tại thời điểm này thì mặc dù ngành điện là một ngành mà mình đánh giá rất là cao, thế nhưng mà trong một cái danh mục ngắn gọn hơn một chút, đó là danh mục tiêu điểm của tháng 10, thì mình cũng lựa chọn những cái cổ phiếu nằm trong cái danh mục dẫn sóng quý 4 năm 2021 vừa rồi, và nó phải còn cái tiềm năng tăng giá ngắn hạn trên 10%, và cái tiềm năng này thì mình đo bằng cái ngưỡng kháng cái từ cái giá hiện tại mình đang lấy là giá đóng cửa của ngày hôm qua đến cái ngưỡng kháng cự ngắn hạn về mặt phân tích kỹ thuật, thì cái tiềm năng tăng giá này nó phải còn được trên 10%, thì mình đã có một cái danh mục 14 cổ phiếu. Trong này thì cũng không có nhiều cổ phiếu ngành ngành điện, bởi vì trong thời gian vừa rồi thì RE hay là PC1 thì cũng đều có cái mức tăng cũng khá là tốt rồi, và chỉ còn có GEG với lại cái giá đóng cửa của ngày hôm qua là 20.7, và cái ngưỡng kháng cự ngắn hạn là 23.5, thì vẫn còn tiềm năng tăng giá ngắn hạn là 14%. Vâng ạ, thì đến đây là đã kết thúc cái phần trình bày của ngày hôm nay, và chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi.